Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ sản phẩm đồ gỗ phòng khách, đó là bộ bàn ghế như ý tay voi chân cong. Bộ bàn ghế như ý này là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Lương, bác tại Thanh Hóa. Bộ bàn ghế như ý này có cái thông số kích thước rất là dài và dày. Trên mình các bạn đang xem đây là chiếc ghế dài trong bộ bàn ghế như ý tay voi đặc trên cong. Được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp, đỏ đều đẹp đều. Gia đình nhà bác Lương bác đã đặt chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Hôm nay xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại chi tiết phần mộc một lượt, gửi tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi về bộ sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách như ý tay voi gỗ hương, tay voi cả con liền khối. Đây là bộ cột 14, chân 14. Toàn bộ khung tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván dày 2 phân, được chọn vân loang da báo. Chiếc ghế dài này chúng tôi làm với thông số kích thước đó là 2m70 nhân 77 nhân 1m28. 2m70 là chiều dài, 77 chiều rộng và chiều cao là 1m28. Nó thuộc cái cung số đỏ, số đẹp theo thước phong thủy. Chúng tôi phải tuân thủ nguyên tắc để làm cho gia chủ các cái bộ bàn ghế được đúng mực thước phong thủy. 2m70 nó thuộc cung lục hợp, 1m28 nó thuộc cung thêm phúc, và chiều sâu phú bì rộng 77. Toàn bộ cái ván mặt này được chúng tôi chọn vân loang da báo rất là đẹp. Trước khi bàn giao cho quý khách, chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt chi tiết từ chân lên đến trương. Cột là cột 14, bản dày 9 phân rưỡi. Tay voi là tay voi rộng 14, cao 22. Quý khách lưu ý toàn bộ phần ván vách chúng tôi làm dày 2 phân, đục trạng oval, và phía trên phần trương voi hai đầu chúng tôi đục voi, và phía giữa phần trương chúng tôi để trơn để khoe vân. Đây cũng là một bộ bàn ghế chúng tôi làm theo yêu cầu hàng đặt, hàng dày dặn, hàng đủ chất lượng. Đây là bộ bàn ghế phòng khách gỗ hương đá. Để hoàn thiện được một bộ bàn ghế như này, phần mộc chúng tôi phải thi công từ 1 tháng tới 1 tháng rưỡi mới ra được bộ sản phẩm đẹp như này, chất lượng. Được chọn vân chọn gỗ. Và chân là chân cong, và trên phần chân chúng tôi có làm cái tầng cổ chạy chữ công. Quý khách có theo dõi. Tổng chiều cao từ dưới đất lên đến trương là cao 1m28. Bộ này gồm có 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, một bàn đầu bàn và một đôn con. Một đôn con thì chúng tôi làm với kích thước đó là 45 x 45 đôn vuông. Và chiếc ghế đơn thì chúng tôi làm kích thước là 1m14 x 77 x 1m28. Bàn to chúng tôi làm 81 x 1m60. Toàn bộ là chân cong 14. Được chúng tôi chạm khắc trên nền gỗ hương đá. Gỗ hương đá này có xuất xứ từ Nam Phi. Nó có các cái sắc vân rất là đẹp. Như trên màn hình các bạn đang xem đây, chúng tôi giới thiệu đến chiếc đôn. Nó có các cái dạng vân rất đẹp và màu gỗ hồng, không đỏ như màu gỗ hương huyết hay gỗ hương ba đúc. Và 99% chúng tôi làm bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ hương đá. Gỗ hương vân thì giờ còn rất ít, chúng tôi đã chuyển sang làm chất liệu bằng gỗ hương đá. Đây là bộ chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ khách hàng ở Thanh Hóa. Đó là gia đình nhà bác Lương. Phần mặt bàn cũng được chúng tôi chọn vân rất là đẹp. Và để chọn được các cái vân này rất là khó, yêu cầu người thợ phải tỉ mỉ chọn vân chọn gỗ tới từng chi tiết nhỏ. Quý khách có nhu cầu làm về bộ bàn ghế phòng khách bằng chất liệu gỗ hương, gỗ mun, quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và báo giá cụ thể từng bộ sản phẩm. Quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về. Quý khách hãy xem trực tiếp trên YouTube
tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành cũng như fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc qua website nội thất la xuyên.com. Đây là hai chiếc ghế đơn trong bộ bàn ghế như ý tay voi gồm có 6 món. Hai chiếc ghế đơn này tôi xin nhắc lại kích thước đó là 1m14, sâu 77 và cao 1m28. Toàn bộ khuôn tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván là dày 2 phân. Tay voi là tay voi đặc. Khác với cái bộ bàn ghế như ý, chúng tôi làm tay thẻ bài. Tay thẻ bài thì phía dưới thì chúng tôi sẽ chạm tứ quý. Và bộ này chúng tôi làm theo yêu cầu của khách, đó là toàn bộ làm bằng tay voi, trương voi. Cột là dày 9 phân rưỡi, rộng là 14 phân. Toàn bộ vách là vách đục oval. Thế bên cạnh bộ bàn ghế như ý này, chúng tôi có các cái mẫu vách đục tứ quý hay là vách để trơn không chạm. Mẫu mã sản phẩm rất đa dạng, quý khách hãy xem kỹ từng chi tiết và có thể đặt hàng mà không cần về. Video này thì đang được quay trực tiếp tại xưởng hoàn thiện của chúng tôi, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về hai số hotline 0986882349 hoặc 0985226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể miễn phí cho quý vị. Bên cạnh các bộ sản phẩm này, chúng tôi còn rất nhiều các bộ sản phẩm như tần thủy hoàng, Âu Á hộp, gỗ mu nuôi công, Âu Á hộp, gỗ hương đá, Âu Á hộp, gỗ gõ đỏ, hay các cái bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê, Minh Quốc Voi. Trong video clip sau, chúng tôi sẽ giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Voi cột 16 bằng gỗ gõ đỏ để cho quý khách tham khảo. Và bộ bàn ghế như ý này, mặt bàn chúng tôi để trơn, không chạm, để khoe vân. Và chân là chân cong. Trong dịp Tết này, chúng tôi đang còn rất nhiều các cái bộ bàn ghế vân đẹp tại địa chỉ La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách có thể qua xem. Và chúng tôi cũng vừa dựng xong một cái lô kệ tivi bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, giá rẻ cho quý khách chơi Tết trong cái dịp Tết Nguyên Đán 2021. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế gỗ hương đá loại dây. Và có thể nói đây là bộ bàn ghế dành cho giới thượng lưu hay là giới nhà giàu mới dùng các cái bộ bàn ghế cỡ lớn như này. Yêu cầu phòng khách phải rộng. Phòng khách mà hẹp thì cũng không thể kê được, vì chiều dài nó lên tới 2m70. Tính cả phù bì nó phải lên tầm 2m76, 2m8. Toàn bộ phần trương là chúng tôi làm trương voi. Trương voi chúng tôi nền, chúng tôi không lộng thủng. Thì quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem kỹ các video của chúng tôi để đặt hàng cho chuẩn kích thước phong thủy cũng như là về mẫu mã. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Và đây là 3 chiếc kệ tivi chúng tôi làm theo mẫu mới. Và chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa chiếc ghế dài 2m70, chạm trương voi, vách đục oval, bộ bàn ghế như ý. Đây là tên gọi do thế giới đặt ra nên chúng tôi phải tuân thủ. Bộ bàn ghế phòng khách như ý gỗ hương đá, Đồ Gỗ Hiền Lành. Cảm ơn quý khách đã bớt chút thời gian quan tâm tới các video của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm. Xin cảm ơn.